Từ bắt đầu vào lớp đấy ạ. Đó, các bạn vừa nghe thầy trao đổi vào đúng không? Rồi thì hôm nay mình lại tiếp tục nha. Trước khi mà cô bắt đầu bài của mình ngày hôm nay thì cô sẽ nhận xét một xíu về cái bài tập về nhà. Bài tập về nhà cũ lần trước đó là cô đã chấm, đa phần là cô đã chấm hết bài của mọi người rồi đó. Cô thấy bài nào thì cô đã chấm hết rồi. Thì cô có một số nhận xét như sau. Đa phần thì có vài bạn thì cũng quên mất cái yêu cầu ban đầu của cô là phải làm gì? Không nói tên con vật đấy ra. Có nhiều bạn thì quên mất và các bạn giới thiệu luôn. I have a puppy, I have a dog, I have a cat. Các bạn quên mất nên các bạn lỡ giới thiệu nhưng mà không sao hết. Chủ yếu là cô muốn xem tụi con dùng cái câu miêu tả như thế nào. Thì cô thấy đa phần là các bạn miêu tả con chó với con mèo là nhiều nhất nè. Nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn miêu tả những con vật rất là lạ. Chẳng hạn như cô nhớ, ví dụ như Giang là miêu tả crocodile đúng không? Hay là Trang, có phải con miêu tả parrot không Trang? Trang miêu tả parrot đúng không? Đấy thì có nhiều bạn cũng miêu tả rất là nhiều và có voi cũng có nè. Cũng có rất là nhiều động vật rất là lạ. Very good job. Chủ yếu thì tụi con vẫn còn hơi quên, lâu lâu mình bị quên chia động từ đó. Ví dụ như it runs, it eats. Ví dụ đôi khi cô thấy là các bạn cũng nhớ là có chia đó nhưng mà ví dụ mình viết khoảng 5 tới 8 câu đi thì tụi con lại lâu lâu quên mất đi một hai câu mình không có chia động từ. Và một cái nữa là các bạn hay bị quên là cái này rất là quan trọng nè. Đây, bây giờ cô hướng dẫn cho mọi người cái gì của nó. Ví dụ như tụi con đang dùng chủ ngữ ở đây là cô có bảo là dùng it đúng không? Thì ví dụ tụi con muốn nói là cái tai của nó đi thì các bạn hay viết nhầm như thế này. It's ears. Hai cái tai của nó thì các bạn lại viết nhầm như thế này. Nếu mà tụi con viết như này thì cái câu của mình nó không có nghĩa, cái câu của mình nó không có đúng cấu trúc của một câu. Các bạn hiểu không? Cái này nó chưa đúng cấu trúc của một câu nè. Thì ở đây thì các bạn bị nhầm ấy. It này thì tụi con sẽ hiểu là gì? It này nó có nghĩa là gì? It is. Cái này là người ta viết tắt lại thôi. Mình có hai cách đọc. Một là it is, hai là it's. Đấy, thì cái này là viết tắt thôi. Còn khi mà tụi con muốn dùng sở hữu của nó, cái gì đó của nó, chẳng hạn như tai của nó rất là to. Ở đây thực ra phải là are big nha mọi người. Cô ghi nhầm nè. Thì ở đây tụi con phải dùng cho cô là e. Ở đây mình sẽ có là its. Đây là một từ. Từ này có ba chữ cái. Nó là its và không có một cái dấu phẩy gì hết. Nó là một cái từ á. Thì ví dụ con muốn nói là its tai của nó là its ears are big. Đây, câu này mới đúng nha mọi người. Its ears are big. Tai của nó, cái gì đó của nó thì ở đây là tai nè, hai tai của nó rất là to. Thì mình dùng cho cô là chữ it's là thuộc sở hữu. Giống như là mình có chủ ngữ I thì sở hữu của mình. Cái gì đó của tôi, của mình. Có phải là tụi con dùng my không? I, my nè. Her, her nè. Của cô ấy là her nè. Của bạn là your nè. Đấy. Hoặc là của anh ấy là his nè. Thì cái chữ it cũng vậy. Của nó. Cái gì đấy của nó thì con phải dùng là it's này. Chứ không phải là it's này nha mọi người. It's này nó là it is. Ok. Thì đấy, đa phần thì các bạn làm rất là tốt, đôi khi các bạn quên mất là chia động từ, với lại các bạn bị cái lỗi này là khá là nhiều thôi, còn lại là làm rất là tốt. Các bạn còn tự biết có những cái giống như là có những cái từ vựng, ví dụ như là fur nè, feather nè, snout nè, rồi ví dụ như trunk, các bạn miêu tả con voi thì cũng thay vì dùng là nose đi, các bạn miêu tả là có đúng cái chữ cái vòi nè, là trunk nè, hoặc là cái đuôi nè, các bạn làm rất là tốt. Ok, good job on your homework. So now today we move to a new one. Hôm bữa là lúc sau ấy là cô có cho mọi người nghe cái này nhưng mà cô không biết là mọi người không nghe thấy cho nên là hôm nay mình sẽ làm lại. Ok. Ok, bây giờ các bạn thử chat vào khung chat cho cô là hôm nay tụi con có nhìn thấy cái slide chưa? Can you guys see the slide? Can you guys see the slide on my screen yet? Mọi người nhìn thấy cái slide của cô chưa? So this is a reading text, okay guys? This is a reading text. Đây là một bài đọc nè. So this is a reading text and its name. Tên của nó là gì? Keep it clean. Keep it clean, okay? Keep it clean. Đây là tên của bài đọc của mình nè. So now what you need to do is that you're going to listen first, okay? You're going to listen first. So when you listen, please pay attention to the pronunciation. Okay? Pay attention to the pronunciation. When you are listening,
khi mà tụi con đang nghe cái bài này, tụi con sẽ chú ý cho cô cách phát âm, à, cách phát âm của những từ. Vì lát nữa cô sẽ mời các bạn đọc lại cho cô nghe thử, mỗi bạn một đoạn, ok? Và ở đây, can you see there are six words right here? One, two, three, four, five, six, right? Six words. So what you need to do is that, listen, and then tell me where can you see the words in the reading text, ok? Các bạn nghe và các bạn cho cô thấy ở đây có 6 từ nè. So you're going to find where can you see these words. Tụi con tìm trong bài đọc thử. Khi mà mình vừa nghe, mình vừa đọc theo ấy, tụi con tìm cho cô thử coi 6 từ này nó xuất hiện trong bài nào. Cô ví dụ cô mời một bạn nào đấy đi. Cô hỏi where can you see this word? Where can you see this word? Con thấy từ này ở đâu? À, thì lúc đấy thì tụi con, ví dụ cô mời một bạn nào đấy đi, thì bạn sẽ nói là I can see this word, hoặc là con phát âm cho cô cái từ này luôn nha. I can see the word gì đó. À, in, ví dụ ở trong đoạn nào, mình có 3 đoạn đúng không? In, wash your hands. Là cô muốn các bạn chỉ cho cô là dòng nào luôn. Ví dụ dòng number 1 nè, number 2, number 3, number 4, dòng thứ bao nhiêu đó. Các bạn cũng nói cho cô luôn là cái từ đấy nằm ở dòng bao nhiêu và đoạn văn nào. Ok, như vậy có 2 việc. Đầu tiên là mình nghe và chú ý phát âm. Và cuối cùng thứ hai là tụi con sẽ xem cho cô là 6 cái từ ở trên màn hình của cô nè, ở đây nè, nó nằm ở trong đoạn văn nào. Và để cô xem thử coi là tụi con có xác định được hay không nhé. Và tụi con sẽ thử phát âm chuẩn cho cô những cái từ xuất hiện ở trong đây. Ok. Now I'm gonna turn on the listening. Ok guys, I'm gonna turn on the listening right now. Unit 1, page 8, activity 14. Listen and read. Keep it clean. Washing your hands, showering, and brushing your teeth are three easy things you can do every day to keep yourself clean and healthy. Take a shower. When your parents tell you to take a shower, they are giving you good advice. Wash your face, behind your ears, and under your arms. Be sure to wash your whole body well. Use warm water and soap to wash away bacteria. Bacteria are tiny living things that can make you sick. Brush your teeth. To keep your teeth strong and healthy, be sure to brush them twice a day. Brush in the morning when you wake up, and brush at night before you go to sleep. Brushing your teeth cleans away bacteria that can cause tooth decay. It's important to brush your teeth for at least 2 minutes at a time. Wash your hands. Every day, our hands pick up millions of germs that can make us sick. Be sure to wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Wash your hands before you eat, after you visit the bathroom, after you cough or sneeze, and any other time your hands get dirty. Okay, so you guys just finished the listening, okay? Now I want to invite one friend, okay? I want to invite one friend and then tell me where can you see the words, okay? Now I'm going to invite cô mời Ngọc Khuê nè. Hello teacher. Hello, okay, now please Khuê, okay. Okay, where can you see this word? Và nếu mà con biết cách phát âm thì con cũng đọc lên cho cô nha, this word. This one, you can see, the second one, từ thứ hai nè. Khuê nhìn thấy chưa? Ah, where can you see this word? Khuê nhìn thấy từ này ở đông đoạn nào? I can see this word in. Ở trong đoạn nào con cứ đọc cho cô lên cái tiêu đề của cái đoạn văn đấy. I can see this word in wash your hands. Okay, wash your hands. Wash your hands. Which line Khuê? Dòng bao nhiêu? Line number? Line number? Dòng thứ bao nhiêu nè? Con thử đếm rồi con cho cô biết dòng thứ bao nhiêu nha. Các bạn theo dõi luôn nha. Các bạn theo dõi cho cô nha. Number? Three. Number. Yes. So, one, two, three. I didn't see that word. Cô đâu có nhìn thấy cái từ này đâu. Từ này nè. This one? Con tìm lại cho cô. Line number? Eight. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Aha, good job, Khuê, very good. Và từ này thì mình sẽ đọc là cough, cough. Ok, cough, good job. Các bạn cùng đọc lại với cô nè. Các bạn cùng đọc lại nha. Cough, cough. À, để cô coi các bạn nào biết cough là gì không nha. Đây là một động từ. À, đâu các bạn thử cho cô biết cough là gì trước nè.
Cô biết là các bạn rất là tò mò cái từ đầu tiên đúng không? Cough là gì mọi người? Cough. Yes, good job. Very good. Yes, I cough a lot. Yay, các bạn biết từ này cũng rất là nhiều nè. Good job. Okay, the next one. Quay lại cho cô một từ nữa nè. What about this word? This word? Where can you see this word? Where can you see this word? I can see this word in brush your teeth. Brush your teeth. Which line, Khuê? Which line? Dòng bao nhiêu nè? Khuê nhìn thấy ở dòng bao nhiêu nè? Which line? Line number? Two. Two. Number two. Yes. One, two. Good job, Khuê. Khuê còn nhớ cách phát âm của từ này không? Từ này có phát âm như thế nào? Healthy. Ah, yes. Healthy. Okay, các bạn cùng phát âm lại với cô nha. Healthy. Good job. Healthy. Khuê có biết nghĩa của từ healthy không? Do you know the meaning of this word? Healthy. What is the khỏe meaning mà. Of healthy? Đúng rồi. Yes. Good job, everybody. Yeah, good job, Khuê và các bạn làm rất là tốt. Đúng rồi, Khuê. Khỏe mạnh. Good job. Okay. Thank you, Khuê, so much. Thank you. Now, one more friend. Yes, one more friend. I will invite a boy. Okay. I will invite a boy first. Rồi, cô mời Khang nè. Hello. Can you turn on your mic? Khang mở được micro chưa? Yes. Okay, okay, good. Okay, Khang chú ý nhìn cho cô nhé. Where can you see this word? Where can you see this word? Here, this one, can you see, Khang? Number, yes. I can see in... I can see in number three. À, number three, nhưng mà có ba đoạn lận. Đoạn con thể nói là tên cho cô nha. Cái tên đoạn nào? Cái tên của cái đoạn văn đấy là tên gì? Take a shower hay là brush your teeth hay là wash your hands? Con đang nói đến đoạn nào? Wash your hands. Wash okay, your which head. Line? Dòng thứ bao nhiêu nè Khang? Which line? Number three. Number three, one, two, three. Good job. Sick. Okay, again, sick. Khang đọc lại cho cô nè. Sick. 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 Do you know the meaning of this word? Khang có biết nghĩa của từ này yes. What is the meaning yes. of this word? Là gì Khang? What is it? It's ốm. Nó có thể là mình bị ốm, bị bệnh. Đúng rồi Khang. Good job. One more. What about the first word, Khang? The first word? Đây, this one right here. Where can you see this word? Khang nhìn thấy từ của cô nói chưa? Từ đầu tiên nè. Where can you see this word, Khang? Khang nó mất tiêu rồi. Khang lỡ tắt mic rồi hả? Rồi, Khang thử mở mic lên lại nè. Yes. Okay, can you see the first word? Where can you see the first word? Right here. Anh nhìn thấy từ này ở đâu? Yeah, từ đầu tiên nè. Từ ở ngay đây đầu tiên ở đây nè. The first word? Yes, I know. Which paragraph? Đoạn văn nào? Which paragraph? Take a shower. Take a shower. Which line? Which line? Line number? Number eight. Number eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, good job. Okay, and you pronounce this word? Khang có biết cách phát âm từ nào? Yes, what is it? Yes. Bacteria. Bacteria. Okay, everybody, one more time. Bacteria. Okay, bacteria. Bacteria. And what is the meaning of this word, Khang? What is the meaning of this word? It's the ha. Ha là mình có. Vi khuẩn, vi khuẩn. Đúng rồi, yes. Đúng rồi. Các bạn ơi, từ này có nghĩa là vi khuẩn. Đây là một danh từ. Và đây là số nhiều nha các bạn. Các bạn chú ý cho cô nha. Số nhiều.
bacteria có nghĩa là nhiều con vi khuẩn ấy, thì mình sẽ dùng cái từ này, bacteria. Corona, I think corona is a virus. Mình sẽ phân biệt có rất là nhiều vi khuẩn, vi trùng nè, đấy, có rất là nhiều cái khác nhau đúng không? Virus, vi khuẩn, vi trùng nè, okay. Good job, Khang. Thank you so much. Okay, như vậy là các bạn nhớ cho cô bacteria. Bacteria. Và đây là danh từ số nhiều nha các bạn. Danh từ số nhiều nhé. Okay, danh từ số nhiều và có nghĩa là vi khuẩn. Okay, now one last friend. Một bạn nữa. I want to invite... Okay, cô mời Mai Thi nè. Cô mời Mai Thi nè. Can you turn on your micro? Thi mở được micro chưa? Hello? Yes. Okay, good job, Thi. Okay, Thi, please tell me, where can you see this word? This word. Where can you see this word? Where can you see it? Con nhìn thấy từ này ở đâu? Where can you see this word? In which paragraph? Ở đoạn văn nào nè? Thì nhìn thấy cái từ này ở đoạn văn nào nè? Take a shower hay là brush your teeth hay là wash your hands? Which paragraph? Which paragraph thì? Thì nhìn thấy ở đoạn văn nào? Wash your hands. Which line? Which line? Line number? Line number? Dòng thứ bao nhiêu nè Thi? Line number. Con nhìn thấy từ đấy ở dòng thứ bao nhiêu nè? Number 1, number 2, 3, or 5, or 6, or 7, 8? Number? What number? Number 2. Number 2. Okay, let's see. 1, 2, good job. Okay, guys, do you know the meaning of this word? Mình sẽ đọc từ này là germs. Và đây các bạn thấy là từ có S đúng không? Đây là danh từ số nhiều. Germs. Okay. Các bạn nào biết germs? Các bạn nào biết từ germs không nè? Germs. Germs. Germs có nghĩa là vi trùng, mầm bệnh. Mình có bacteria. Bacteria có nghĩa là vi khuẩn đúng không? Còn germs có nghĩa là vi trùng, mầm bệnh. Ok, đây là nghĩa của từ germs. Và đây là danh từ số nhiều con thấy bởi vì có S nè. Rồi Thi còn một từ cuối cùng. The last word, Thi, the last word. What about this one? Where can you read that word? Right. But which paragraph, Thi? Which paragraph? Wash your hands. And line number? Line number? Eight. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eight? I think it's 9, right? You mean 9, right? Yeah. Do you know this word? Do you know the meaning of this word? Sneeze. Everybody, one more time. Sneeze. Sneeze. Yeah, sneeze. Mình có cough. Cough là như vậy sneeze là gì mọi người? Achoo. Achoo. Sneeze là gì? Đúng rồi, sneeze là axi đó, đúng rồi. Mình có cough là ho nè, còn sneeze là axi, đúng rồi. Good job, very good guys. Okay, thank you Thi so much. Okay. Now Thank you, teacher. You're welcome. Okay, now I want to invite three friends. Okay, I want to invite three friends. Và bạn, cô sẽ mời thêm một bạn, hai ba bạn nữa đọc cho cô nghe. Hồi nãy là mình đã được nghe rồi đúng không? Bây giờ thì các bạn sẽ đọc cho cô nghe thử cái phát âm của mình ra sao nhé. Okay. Let's invite. Okay, cô mời Tú nè. Can you read the first paragraph, though? Can you read the first paragraph? Take a shower. Take a shower. Take a shower. Con nên nói âm vào nghe nó tự nhiên hơn. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Good. Next one. When your parents tell you to take a
Take a shower. Good. They are giving you good advice. Good. Wash your face behind ears and under your arms. Be sure to wash your whole body well. Use warm water and soap to wash away bacteria. Bacteria are teeny living things. Tiny living things that can make you sick. Okay, thank you Tú so much. Thank you. Okay, bây giờ cô nói một xíu về đoạn văn này nhá. Take the shower. When your parents tell you to take the shower, they are giving you good advice. Khi bố với mẹ đi kêu mình làm gì, kêu mình đi tắm á, thì là bố mẹ đang cho mình một lời khuyên á, một lời khuyên tốt đó. Good advice. Advice có nghĩa là lời khuyên đó mọi người. Và bố mẹ kêu mình làm gì? Wash your face behind your ears. Behind your ears là mình đầu tiên mình rửa mặt rồi, mình còn phải rửa ở đâu nữa? Behind your ears, sau cái vành tai này mọi người. Behind là ở đằng sau đúng không? Sau vành tai nè. Ở đây là mình hay quên mất đúng không? Mình hay quên mất nè. Behind your ears and under your arms. Who understand under your arms? Yeah, under your arms. Yes, cô thấy không, các bạn là làm theo là đúng rồi. Là cái phần, nói chung là phần cái nách của mình đó mọi người, phần dưới cánh tay đúng không? Mình nói nghe nó lịch sự một xíu là dưới cánh tay đó, đúng rồi. Be sure, hãy chắc chắn rằng wash your whole body well. Whole body là cả cơ thể của mình. Hãy chắc chắn là các bạn có thể tắm rửa cả cơ thể của mình thật là tốt, thật là sạch sẽ, kỹ lưỡng á. Dùng nước như thế nào mọi người? Mình nên dùng nước warm water, là mình dùng nước ấm hay là mình dùng nước lạnh nè? Warm water and soap. Mình có thể dùng nước ấm và xà phòng. Ok, để wash away. Rửa sạch đi cái gì? Bacteria. Hồi nãy các bạn biết rồi nè. Rửa sạch đi bacteria là rửa sạch đi vi khuẩn ở trên người mình đó. Bacteria are. Các con thấy không? Bacteria are. R nè, là số nhiều đó. Bởi vì đây là danh từ số nhiều của cái từ vi khuẩn. Cho nên con thấy ở đây người ta để là R đó. Are tiny living things. Những con vật sống nhưng mà như thế nào? Tiny có nghĩa là nhỏ xíu mà tụi con không nhìn thấy được luôn. Tiny, nhỏ xíu luôn. That can make you sick. Mà có thể làm chúng ta như thế nào? Bị sick là hồi nãy tụi con cũng nhớ rồi nè. Bị sick là bị ốm, bị bệnh. Ok. Đấy là cái nội dung của cái phần take the shower đó. Now I will invite one more. I will invite a boy. Okay. Let's invite. Cô mời Phúc Nguyên nè. Okay, Phúc Nguyên, can you help me read brush your teeth? Okay, okay. Wash your teeth. To keep. Yes, your teeth strong and clean. Khỏe mạnh là gì? Strong and healthy. Strong and healthy. Yeah, healthy. Good job. Be sure to, hãy chắc chắn rằng, be sure to làm gì? Hãy chắc chắn là sẽ làm gì? Hãy chắc chắn là To brush them twice a day. A day. Twice a day. Good job. Đánh răng vào lúc nào nữa nè? Brush in the morning when you wake up. Brush in the morning when you wake up. Nè, Nguyên lặp lại với cô nhé. Brush in the morning when you wake up. Brush in the morning when you wake up. Khi con làm gì wake con? Wake up, thức dậy. Okay, next. And brush at night. Brush at night before you go to sleep. And brush at night. Nguyên lặp lại với cô nhé. And brush at night
before, trước khi mình làm gì? Before you, you con làm gì? Go, go to, go to sleep, đi ngủ. Sleep, sleep. Good job. Rồi tiếp theo câu tiếp theo nè. Brushing your teeth, brushing your teeth cleans away, cleans away, cleans away. Ừ, hồi nãy từ này con vừa mới học nè, Nguyên còn nhớ cách phát âm không? Vi khuẩn, bac, vi khuẩn, bacteria, bacteria. Yeah. Okay, that can cause. Just can cause. Can cause. Ừ, Nguyên cứ đọc tiếp cho cô nè, rồi cô sửa cho Nguyên, cho Nguyên cứ tự đọc thử nè. Tooth gì? Yeah. Con đọc thử cho cô thử đi. Tooth. Tooth. Did. Ừ, đúng rồi. Decay. Decay. Okay. À, đúng rồi. It's important. It's important. Important. To. To gì? To. Brush your teeth. Ừ, đúng rồi. To brush your teeth. For. 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 At least. For. At least 2 foot, 2 minutes. Minutes. At a time. Minutes. At a time. Good job, Nguyên. Ok, Nguyên nhớ về tập xem lại video bài giảng, rồi con ráng con nghe, rồi con tập đọc nhiều hơn nha. Nguyên nhớ về tập đọc cho cô nhiều hơn nha. Đây là cũng là bài tập về nhà của mình tí đó. Ok, good job, Nguyên. Rồi, bây giờ mình các bạn xem thử nè. To keep your teeth strong and healthy. Để mà làm gì? Để mà giữ những cái răng của mình khỏe mạnh đó. Thì mình phải làm gì? Đánh răng twice a day. Twice a day là bao nhiêu lần các bạn? Twice a day, how many times? Twice là bao nhiêu lần các bạn còn nhớ không? Cái lần, cái này là trong cái bài mà cô nói là chi thì hiện tại đơn, cô có để cho mọi người những cái ví dụ đó. Twice. À, Tuấn nói đúng rồi nè. Yes, Tuấn, two. Two, các bạn comment đúng rồi đấy. Phương cũng đúng, Khang cũng đúng nè. Good job guys, two. Mình có hai cách nói, twice hoặc là two times. Giống như khi mà ba lần trở lên thì tụi con sẽ nói là three times, four times, đúng không? Thì two times cũng được. Nhưng mà mình có cái từ nó dùng nhiều hơn là chữ twice. Nó thay thế cho cả cụm two times luôn. À, hãy chắc chắn là đánh răng hai lần một ngày. À, đánh vào buổi sáng khi mà mình mới gì? Wake up. Đánh vào at night và giống như in the evening đó, before, trước khi mà mình go to sleep. Brushing your teeth, cái việc mà tụi con đánh răng sẽ làm được gì? Ở đây con thấy nè, cleans có S bởi vì brushing your teeth nó là cái chủ ngữ của mình. Brushing your teeth nó có nghĩa là cái việc đánh răng của bạn sẽ giúp cái gì đó, cleans, thì hiện tại đơn đó, cleans away. Cleans away, làm sạch đi cái gì? Bacteria mà có thể gây ra tooth decay. Do you guys know tooth decay? Tooth decay. When you are little, you can easily get tooth decay. Khi mà tụi con còn nhỏ thì rất là dễ có tooth decay đó. Đó là bị sâu răng. À, tooth decay có nghĩa là tụi con bị sâu răng đó. Cái việc đánh răng nó có thể làm gì? Nó có thể cleans away bacteria và có thể những cái bacteria mà có thể gây ra cái gì? Gây ra cái việc tụi con bị sâu răng. À, tooth decay. It's important. Rất là quan trọng để mà mình đánh răng at least. At least là ít nhất bao nhiêu phút nè? 2 minutes at a time. 2 phút một lần. À, rất quan trọng là tụi con đánh răng ít nhất cũng phải 2 phút một lần nha. Mình đừng có đánh 30 giây thôi, mình phải đánh từ 2 phút trở lên, ít nhất là phải 2 phút. Okay. Now the last paragraph. I would like to invite. Cô mời Khánh Ly nè. Khánh Ly. Hello cô là. Okay, Khánh Ly, can you read the last paragraph? Wash your hands. Rồi Ly đọc cho cô nghe nha. Wash your hands. Every day, our hands pick up. À, ở đây cũng giống chữ wake up á.
con đọc cho cô là pick up. Pick up, mình nói âm lại luôn. Pick up. Pick. Pick up, pick up. Đúng rồi, pick up cái gì nè, pick up. Pick up millions. Millions, con đọc từ này là millions. Millions of green. Germs, germs. Ừ, vi trùng, những con vi trùng, germs. That. That can make us sick. Make us sick. Okay. Be sure to. Hãy chắc chắn là phải làm gì? Wash your hands. Wash your hands. Okay. Lý nhớ cho cô là hands không có s, không phát âm ra nó có s cho cô nè. Wash your hands với cái gì? Rửa tay với cái gì? With. With xà phòng á. Đúng rồi. Lý đọc tiếp cho cô nè. With soap and. And water from a. Least. 20 seconds. Đúng rồi. 20 seconds. Wet your hands. Before. You eat. After you visit the bathroom. After you visit. After you. You bathroom. After you. You, con làm gì? After you cough or sneeze. Sneeze, đúng rồi. And any other time your hands get dirty. And other time your hands get dirty. Đúng rồi, yes, thank you Lee so much. Okay, thank you. Rồi, mình tới đoạn thứ ba. Wash your hands. Wash your hands, guys. Every day, our hands pick up. Pick up, you know, pick up. I'm picking up my phone right now. Pick up. Mấy là mình đụng chạm, rồi mình nhặt, mình đụng cái này, mình lấy cái kia đó. Pick up millions of germs. Millions là hàng gì mọi người? Hàng trăm hay là hàng triệu hay là hàng nghìn? Millions, có nghĩa là hàng triệu con gì? Germs đó, hàng triệu germs đó. Okay, that can make us sick. Mà nó có thể, cái việc đấy nó có thể làm mình bị ốm đúng không? Nếu mà tay chân mình là đầy vi trùng, vi khuẩn nè, thì mình có thể dễ bị bệnh nè. Be sure, hãy chắc chắn là tụi con, wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Mình có minutes. Minutes là phút, như vậy ít hơn phút là mình có đơn vị gì? Seconds, nó chính là số giây đó. Ít nhất là 20 giây. Tụi con nhớ là rửa tay ít nhất phải 20 giây nha. Chứ không nào không, mình không có rửa khoảng 5-10 giây rồi mình đi ra đó. Okay. Như vậy khi nào thì mình cần rửa tay nè? Before you eat. After you visit the bathroom. It means that after you go to the bathroom and then you go out. Before you come out from the bathroom, make sure you wash your hands, okay? Trước khi mà con đi ra khỏi nhà vệ sinh á, thì con chắc chắn là con đã rửa tay rồi. After you cough and sneeze. Achoo! Or any other time your hands get dirty. Hoặc là tất cả những cái thời gian nào mà khi mà tay con bị bẩn á, con cảm thấy là tay mình đụng chạm cái gì mà nó dơ đấy. Ví dụ như bố mẹ hay nói mình mà đụng vào tiền á, đúng không? Thì tiền hay là bị dơ đó. Cho nên là mình nhớ rửa tay đấy. Sau khi mà những cái lần mà mình làm cái gì đấy mà tay mình bị dơ thì mình nhớ là phải rửa tay. Ok, good job guys. Như vậy là sau khi mà nghe các bạn đọc nè, các bạn nhẩm theo nè, rồi mình còn nghe nữa nè, thì các bạn chắc là cũng hiểu rõ nội dung rồi đúng không? Bây giờ mình làm một cái bài tập nhỏ nhỏ nha. We're gonna do a small exercise. Ok. Now this is the text, right? So look at this one. I have 5 different sentences. I have 5 different sentences, 1, 2, 3, 4, 5, true or false. For example, number 1, for example, bacteria can make you sick. Is it true or false? True, có nghĩa là nếu mà con thấy câu này so với cái bài đọc của mình á, không phải là so với cái suy nghĩ của mình nha mọi người, không phải là so với suy nghĩ của mình mà là so với cái bài đọc mà mình đọc nè. Con thấy nó đúng với lại cái thông tin mà bài đọc đưa ra, thì tụi con sẽ ghi là T. You write T. But if it is false, you write F. Nếu mà con thấy nó không đúng, nó trái lại với cái thông tin trong bài đọc của mình, thì tụi con ghi cho cô là F.
Rồi những cái câu khác cũng vậy, con đọc mà con thấy nó giống với lại thông tin ở trong bài đọc của mình á thì mình ghi là chi, còn nếu mà nó sai, nó khác so với cái thông tin ở đó ở trong bài đọc thì mình sẽ ghi là F, tượng trưng cho false là sai đó, còn true là đúng. Ok, các bạn hiểu rồi đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ giúp cô làm cho cô nè. Ok, I will invite a friend. Các bạn còn lại thì sẽ ghi đáp án vào phần chat nhé. Ừ, các bạn ghi đáp án vào phần chat, mình xem thử. Ví dụ one, ừ, đúng rồi, một là gì tụi con ghi, à giống như Gia Huy nè, one F, ừ, hoặc là Phương thì là Phương ghi TFFTF, ừ, các bạn nhớ đáp án của mình nhé. Ok, Khánh Thi cũng này, à, các bạn đang làm hết rồi nè, good job. I will invite one more friend and then that person gonna do with me, ok? Ok, cô mời Khánh Nam nè, Khánh Nam, can you do this one with me? Okay, what, yeah. Number one. Can you read number one? I'm reading. Con đọc cho cô cái câu đấy nha. Bacteria. Bacteria are tiny living things that can make you sick. À, Nam đọc cho cô cái bằng chứng đúng không? Okay. Bây giờ Nam đọc cho cô câu này trước nè. À, Nam vừa đọc cho mình cái bằng chứng đó mọi người. Bây giờ Nam đọc câu số 1 trước đi. Bacteria can make you sick. So what is your answer? True or false? It's true. Okay, Nam chose true. Now everybody pay attention. Các bạn cùng check đáp án với cô nè. It is true. Good job. Bà Nam đã tìm thấy rồi đó. Nam đã đọc hồi nãy là bạn Nam đã đọc cho mình cái dẫn chứng. Các bạn nhớ là khi cô mời ấy, thì các bạn cũng phải tìm cho cô là cái bằng chứng nằm ở đâu nha. À, và Nam đã đọc cho cô cái câu cuối cùng của cái đoạn take the shower đúng không? Bacteria are tiny living things that can make you sick. Good job. Now one more. Nam làm cho cô một câu nữa. Bây giờ con đọc cái đề cho cô trước nè. Number two. Wash your hand only once a day. À, once là bao nhiêu một ngày? Rửa tay bao nhiêu lần một ngày, Nam? Once. Once có nghĩa là bao nhiêu lần, Nam? Once. Once có nghĩa là bao nhiêu lần? Once là Nam hiểu là bao nhiêu lần nè? Một lần thôi. Đúng rồi, một lần thôi. Như vậy theo con câu này là true hay false này. Mình không xét được cái suy nghĩ của mình nhé. À, mình xét trong bài đọc. Nam tìm điểm chứng cho cô nè. Các bạn cũng ghi đáp án vào phần chat mà mình xem thử nha. Tí nữa cô sẽ hiện đáp án lên rồi các bạn check nha. It's a... Where? Okay. Con có thể nói dòng nào cũng được. Which line? Con tìm thấy bằng chứng ở dòng nào. Rồi bây giờ Nam chọn đáp án cho cô trước nè. What is your answer? It is true or false, Nam? Is it true or false? It's false. Okay, you say false. So where can you see? À, như vậy tại sao này nó false nè? Where? Các bạn có false, các bạn number 2 có chọn false giống Nam không? False, is it false for number 2? Cô sẽ cho Nam xem đáp án trước nha để Nam tự tin tìm nha. À, đúng rồi, yeah. It's false. Okay, but why false? Tại sao nó lại false? Ở đây thì nó kêu mình là wash your hand only once a day. Only, chỉ một lần trong ngày thôi. Nhưng mà theo con thì ở đây tại sao thì mình phải chọn là false? Tại sao nó sai? Một lần trong ngày mà sai có nghĩa là phải nhiều lần trong ngày mới đúng không? Right? Vâng. Như vậy thì con có thể thấy là tại sao? Bởi vì con thử coi là nó có liệt kê cho mình là mình nên rửa tay vào lúc nào là đâu. Nam có tìm thấy cái câu đấy không? Cái câu mà nó kêu mình là nên rửa tay lúc nào nè. Con nghĩ là where? Con thấy là chỉ có rửa tay là 20 giây thôi. À, 20 giây. À, nhưng mà 20 giây là ít nhất 20 giây một lần. Nhưng mà ở đây là con chọn một lần nó sai. Bởi vì mình ở đây nó ghi là nên rửa tay chỉ một lần thôi. Thì Nam chọn nó sai đúng không? Thì đúng là nó sai thật. Nhưng vậy tại sao nó sai? Bây giờ cô giải thích cho Nam nè. Con có nhìn thấy this one, wash your hands before you eat, after you visit the bathroom, after you cough or sneeze. Có phải là những cái cô vừa mới đọc là mỗi cái là một việc đúng không? Nên rửa tay trước khi bạn ăn nè, sau khi bạn đi nhà vệ sinh nè, sau khi bạn ho và sau khi bạn ắt xì là có phải đã 4 lần rồi không?
có phải nếu mà con có những cái đấy là đã 4 lần rồi không? Và những lần khác khi mà tay mình bị dơ nữa, như vậy có nghĩa là những việc đấy cộng lại thì có phải Nam sẽ phải cần rửa tay nhiều hơn một lần không? Yes. Vậy thì đấy. Yes, cho nên là đó là cái giải thích cho mình đó. Ok, good job Nam. Thank you so much. Thank you. Now, let's see another one. Ok, cô mời Thanh Ngọc nè. Thanh Ngọc, can you do number 3 for me? Thanh Ngọc đã mở được micro chưa? Hello, teacher. Ok, can you read number 3 first? Con đọc cho cô câu số 3 trước nè. Ngọc đọc cho cô câu số 3 trước. Wash your hands after you take a shower. Ok, is it true or false? Bây giờ Ngọc thử cho đọc. False, ok. Để cô xem các bạn đáp án như thế nào nha. Các bạn chọn true hay là false for number 3? True or false for number 3, guys? Three false. Cô thấy các bạn chọn câu 3 false có nhiều lắm. Các bạn, mình ghi đáp án rồi mình check, mình theo dõi theo cái bài của mình nhé, là các bạn sẽ biết được đáp án đó. Giang có ghi là true for false, true false. Ok. Bây giờ Ngọc chọn là false. Let's see. Good job, Ngọc. Yeah, it is false. But why false? Tại sao nó lại là sai? Tại sao câu này nó chưa đúng? Wash your hands after you take the shower. Khi nào một thông tin mà nó sai, có hai cái. Một là nó sẽ không xuất hiện trong bài đọc của mình. Không hề xuất hiện trong cái bài đọc của mình. Hoặc là nó bị trái ngược lại một cái ý gì đấy. Ví dụ như cái câu 2 này có phải là câu này sai bởi vì người ta liệt kê cho mình nhiều cách để mà mình có thể rửa tay bao nhiêu lần. Thì rõ ràng con thấy đếm những cái này là con thấy là nó nhiều hơn 4 lần rồi đúng không? Mà ở đây nó ghi có một lần thôi thì thông tin nó bị trái, nó bị sai cái dữ liệu. Cho nên câu này nó false. Còn đối với câu 3 thì con thấy nó có nhắc tới cái việc là mình nên rửa tay sau khi mình tắm không? Ngọc có tìm thấy được cái thông tin đấy trong bài đọc không? Ở đây con thấy nó có nhắc tới là mình nên rửa tay sau khi mình đi tắm không? No. No, nó không hề nói là sau khi mình tắm. Thực ra khi mình tắm là tay mình cũng đã rửa tay rồi đó, đúng không? Khi mình tắm là mình cũng đã dùng xà bông cho tay, có nghĩa là mình cũng đã rửa tay rồi đó. Nên là mình không cần phải rửa tay sau khi đi tắm. Cái việc mà visit the bathroom ở đây, ý người ta muốn nói là ví dụ khi mà mình đi vệ sinh đó ha. Cái ý người ta nói cái kiểu visit the bathroom là ý người ta là khi mà tụi con đi vệ sinh xong đó thì tụi con nên rửa tay. Còn khi mà tụi con đi tắm thì đâu cần nữa, bởi vì trong lúc tắm là mình cũng đã phải rửa tay rồi nè, đúng không? Như thế. Ok Ngọc, what about number 4? Ngọc đọc cho cô câu số 4 nhé. Can you read number 4? Brush your teeth for at least 2 minutes at a time. Đúng rồi. So is it true or false, Ngọc? Is it true or false? True. True. Okay, let's see the answers. It's true. 4 true, guys. Number 4 is true. Where can you see the evidence? Con tìm thấy bằng chứng ở đâu? Khi mà câu này nó true có nghĩa là mình sẽ tìm ra được cái ý của cái câu này trong bài đọc, đúng không? Như vậy Ngọc tìm cho cô thử coi là cái ý này nó nằm ở đâu. Where can you see this one? Con tìm thấy cái ý number 4 ở đâu nè? You can read out. Okay, can you read that sentence for me? Can you read that sentence in the paragraph for me? Ngọc đọc cho cô cái câu mà con nghĩ đó là bằng chứng đó. Con đọc cả câu lên cho cô nghe nè. Brush your teeth. Con đọc cái câu bằng chứng trong cái đoạn văn mà con tìm được đó. Con đọc cái câu bằng chứng đó. Cái bằng chứng mà con tìm ra được là câu số 4 là nó đúng nè. Thì cái bằng chứng nó nằm ở đâu? Ngọc đọc cho cô nghe câu đó được không nè? Cái ý mà nó kêu mình là brush your teeth at least 2 minutes a time nè. Thì con tìm thấy cái ý này trong bài đọc đúng không? Thì trong bài đọc này nè, hồi nãy là Ngọc nói bài đọc đúng không? Như vậy câu nào nó thể hiện cái ý số 4? Câu nào nó thể hiện cái ý số 4 nè? Which sentence? Is it the last sentence, Ngọc? Is it the last sentence? Có phải là câu cuối cùng không?
Is it the last? Yes, because they said, họ nói gì? It's important to brush your teeth for at least 2 minutes at a time. Cho nên đây là cái cuối cùng. Đúng rồi, câu cuối cùng này chính là cái bằng chứng đó. Ngọc làm cho cô câu số 5 nhé. Can you read number 5? Brush your teeth 3 times a day. Yes, brush your teeth 3 times a day. So, is it true or false? False. Okay, false. Okay, let's see. Now let's see the answer, okay? It is false. Good job, Ngọc. Where can you see the evidence? Như vậy thì cái ý này nó sai. Có nghĩa là một là nó không xuất hiện trong bài đọc. Hai là cái câu này nó không có xuất hiện gì. Hai là cái ý này nó bị sai một cái dữ liệu nào đó. Như vậy con có thể tìm ra được cái câu đấy ở trong bài đọc của mình không? Ngọc tìm thấy được ở đâu nè? Cái bằng chứng mà câu này nó sai con tìm thấy ở đâu? Where? Where can you know? Có câu nào trong bài đọc mà giúp con biết được là câu này nó bị sai không? Cái việc mà đánh răng 3 lần một ngày thì trong cái bài đọc này thì nó sai không? Như vậy thì cái câu nào trong bài đọc giúp con biết là câu này sai nè? Where? Làm sao mà Ngọc biết là câu số 5 là sai nè? Ngọc tìm thấy gì mà Ngọc biết câu này sai? Bây giờ con thử ra cái dữ liệu chỗ nào mà con biết câu này sai? How can you know this one is false? How can you know? Be sure to brush. Be sure to. Yes. Con nào tiếp cho cô? Be sure to. Tails. Twice a day. Be sure. Be sure to brush them twice a day. Đây các bạn nhớ cho cô nha. Khi mình làm bài này thì mình nên tìm cái bằng chứng. Sau này mình sẽ làm những cái bài nó còn khó hơn nhiều. Cho nên là mình làm những cái này thì mình nên tìm được cái bằng chứng để mình mà biết được câu đấy nó chắc chắn. Nên mình chắc chắn hơn. Đúng rồi Ngọc. Brush, be sure to brush them twice a day. Ở đây là twice, mà twice thì đồng nghĩa với cái gì? 2 times, not 3 times. Twice thì đồng nghĩa với 2 lần, chứ không phải là 3 lần, ok? Cho nên là câu này nó kêu là mình đánh răng 3 lần là sai. Đúng rồi Ngọc, good job Ngọc, very good. Thank you so much, ok, thank you guys so much. Rồi, bây giờ thì cô nói sơ một xíu về cái bài tập nè. Bài tập lần này rất là dễ thôi. Bây giờ các bạn chú ý cho cô nè. I want you guys to first, the first rule. Rồi, các bạn chú ý nha. Rồi, các bạn chú ý cho cô yêu cầu đầu tiên. Bởi vì cô thấy có nhiều bạn cũng còn chưa có tự tin với cái việc mình phát âm, đúng không? Các bạn hỏi cô là có đúng không cô? Các bạn có thể nhìn ở trên màn hình nè. Các bạn thấy đáp án cô có để nè. True, false, false, true, false. Tụi con tự check lại thử coi là đáp án của mình có đúng không nha. Ok. Các con nhìn lên màn hình và check đáp án nha. Thì ở đây bài tập về nhà, có gì cô sẽ đăng lại cái bài tập yêu cầu đầy đủ hơn cho tụi con luôn. Bây giờ cô chỉ nói cho tụi con hiểu, tụi con làm nè. Ok, number one, please read this one for me. Đọc cái này cho cô nghe. Đầu tiên này tụi con quay video thì sẽ có phần đầu tiên là đọc bài cho cô nghe thôi. Rất đơn giản đúng không? Nhiều bạn rất là thích đọc nè. Thì các bạn cố gắng đọc, mình cố gắng mình phát âm. Và để đọc cho nó hay á, thì tụi con cố gắng là sau khi mà cô đăng cái video bài giảng lên, các bạn sẽ vào và các bạn kiếm lại cái phần này. Các bạn mở cái phần listening đó. Có phải hồi nãy cô cho các bạn nghe đúng không? Thì các bạn nghe người ta đọc lại một lần nữa. Mình thấy chỗ nào mà mình đọc chưa có hoàn hảo, mình thấy mình đọc chưa có đúng á, thì mình sẽ đọc lại. Và mình cố gắng mình đọc với một cái tốc độ nó đừng có bị chậm quá. Mình đừng có nhìn chữ quá, mình giống như là mình phải đọc tự nhiên hơn một xíu. When your parents tell you to take the shower, chứ mình đừng có đọc quá là chậm. Ok, mình cố gắng mình đọc, mình tăng tốc độ lên. Mình xem cái mình nghe nhiều để người ta phát âm, mình nghe người ta phát âm rồi mình tự đọc lại. Sau khi mà tụi con thấy tụi con làm tốt rồi đó thì tụi con quay video lại đọc cả bài cho cô nghe. Và các bạn đọc cho cô từ đầu luôn nhé. Cái video nó đọc tới đâu thì các bạn đọc tới đấy luôn. Có phải là ban đầu nó cũng đọc cái tựa đề nè, rồi nó có đọc cái câu dẫn vào nè, rồi nó mới vào 3 cái đoạn này đúng không? Các bạn đọc cả bài cho cô luôn, chứ không chỉ 3 cái đoạn này nha. Đọc cả bài cho cô luôn, ok? Các bạn nhớ là đọc cả bài cho cô nhé. Rồi, đấy là cái yêu cầu đầu tiên thôi, ok?
Không, cái đấy là cái yêu cầu đầu tiên thôi nha. Các bạn sẽ đọc bài, rồi tiếp theo thì các bạn sẽ làm gì? Rồi bây giờ cái này quan trọng rồi mọi người. Mọi người chọn cho cô một cái activity. Có phải là hồi trước là mình đã học bao nhiêu cái activities đúng không? Mình thậm chí còn chơi bingo với 40 hoạt động hơn lận. Thì các bạn cũng chọn cho cô một hoạt động. Thì ở đây nó cũng là ba hoạt động nè. Thì mình sẽ chọn một hoạt động, rồi mình viết một cái đoạn văn nhỏ, khoảng tầm dưới 10 câu thôi nha mọi người. Mọi người đừng có viết dài quá. Mình viết ít nhưng mà phải chất lượng. Cố gắng chú ý cho cô có chủ ngữ chưa, có động từ chưa, rồi biết có bị sai thì không. Tụi con cố chú ý là những cái dạng bài này là mình đang sử dụng thì hiện tại đơn thôi. À, những cái dạng này là tụi con chỉ sử dụng thì hiện tại đơn thôi. Cố gắng chú ý vào cái cách viết. Thì cô ví dụ một cái nè. Bây giờ cô ví dụ nha. Ví dụ cô chọn play basketball. For example, play basketball. Thì tụi con có thể nói gì? Không phải là mình nói là mình chơi lúc mấy giờ nữa, mà mình có thể nói ví dụ cái ngoài cái đấy ra đi. À, con thường chơi bóng rổ với ai nè? À, chơi ở đâu nè? Tại sao con thích chơi? Because. Tại sao con lại thích chơi? À, theo con thì chơi bóng rổ có lợi gì không? Có hại gì không? À, khi mà chơi bóng rổ con cảm thấy vui hay là buồn hay là như thế nào đấy? Chơi bóng rổ giúp được con cái gì? Đấy, thì mình viết một cái đoạn văn nhỏ thôi mà. Cho nên là chỉ trả lời chủ yếu là vài câu hỏi như thế thôi. Khoảng từ 5 tới 8 câu là được rồi nha mọi người. Nhớ là chú ý cái cách viết của mình cho đúng ngữ pháp một xíu nha. Ok. Rồi, hoặc cô ví dụ như là mình có cook dinner đi. Bây giờ các bạn không chọn chơi cái gì mà các bạn chọn cook dinner đi. Thì cô ví dụ các bạn có thể nói là gì? À, ví dụ như mình không cần phải nói về bản thân mình. Ví dụ mình nói là my mother often cooks dinner. Đúng không? My mother often cooks dinner. Thì các bạn nói sâu hơn về cái việc đấy. À, ví dụ mẹ hay nấu vào lúc mấy giờ bắt đầu nấu. Rồi mấy giờ thì mẹ nấu xong. À, ví dụ con có phụ mẹ không? À, con với lại gia đình hay là có ai phụ với mẹ không? Mẹ thường nấu những cái món gì? Mẹ nấu có ngon hay không? Con có thích ăn những cái món mà mẹ nấu vào lúc buổi tối không? Đấy, thì mình chủ yếu là xoay quanh cái chủ đề là cook dinner là được. Ok, các bạn hiểu ha? Rồi, cô ví dụ thêm cái nữa nè. Là ví dụ water the plants. Water the plants là gì mọi người? Có phải là tưới cây không? Water the plants. À, mình có tưới cây. Thì mình sẽ nói về cái việc gì? Ví dụ con nói là ai là cái người tưới cây nè. Rồi thường tưới ở đâu, ở garden hay là ở đâu đấy. Ví dụ cây có nhiều bạn thì có nhiều bạn trồng ở sân thượng, có nhiều bạn trồng ở sân sau hay là ở sân vườn chẳng hạn. Rồi mình tưới cây vào lúc mấy giờ? Theo con thì tại sao mình nên tưới cây? Để cho cây nó mọc tươi tốt như thế nào đó? À, thì mình làm một cái đoạn văn nhỏ cho cô từ 5 tới 8 câu là được. Ok. Không cần dài quá nha mọi người. Mình đừng viết một bài dài quá. À, mình viết một bài vừa đủ thôi. 5 tới 8 câu là được. Rồi cô nhắc lại một lần nữa nha. Đầu tiên là làm gì? Đọc bài văn cho cô. À, nghe thật là kỹ phát âm rồi tự về nhà đọc lại cho cô. Sau khi đọc xong thì tụi con viết một cái bài văn đấy. Sau khi tụi con đã viết cái bài văn đấy rồi thì tụi con cũng đọc cho cô nghe cái bài văn tụi con viết luôn. Mình chỉ cần trình bày giống như vậy là được. Để cái hoạt động, cái tên hoạt động nè. Rồi viết một cái đoạn văn nhỏ cho cô. Đấy, giống như thế này là được. Mà chỉ một đoạn thôi nha mọi người. Một hoạt động thôi. Chọn một hoạt động rồi viết thôi nha. Ok. Có gì thì cô sẽ gửi cho tụi con cái yêu cầu bài tập kỹ hơn một xíu. À, có gì cô sẽ gửi một cái yêu cầu bài tập kỹ hơn một xíu nha. Rồi, bây giờ hôm nay thì mình sẽ dừng lại ở đây. Không biết các bạn nào biết ngày mai là ngày gì không ta? Các bạn có nhớ ngày mai là ngày gì không? Có phải là từ ngày mai là mọi người sẽ có một kỳ nghỉ đúng không? Mọi người sẽ có một kỳ nghỉ tới bao nhiêu ngày? How many days các bạn được nghỉ tới bao nhiêu ngày? 4 days, yes. Hay có nhiều bạn về 4 ngày nè. Yes, happy National Day guys. Good job. Cô chúc các bạn có một ngày lễ thật là happy nè. Thật là happy với gia đình nha. Và tụi con nhớ là mình ở nhà an toàn nha. Ok. Và ngày hôm nay thì mình sẽ và tuần này thì mình hôm nay là bữa học cuối của tuần này rồi. Buổi học thứ bảy này thì tụi con được nghỉ lễ bù, cho nên là tuần sau thì mình mới học tiếp. Thứ hai là mình mới tiếp tục học. Cho nên là tụi con có nhiều thời gian để làm bài tập về nhà lắm, nên tụi con cứ thông thả, cố gắng mình đầu tư thời gian mình luyện tập ở nhà trước. Mình luyện tập khi mình làm, mình đọc, mình nghe bài á, mình thấy mình đọc nó ok rồi thì mình hãy gì nhá, thì mình hãy quay clip nhá. Rồi bây giờ các bạn, cô mở mic cho mọi người, các bạn chúc nhau một ngày 2 tháng 9 thật một ngày lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc và an toàn nha. Ok.